Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay thì mình mới khám phá được một con map của bạn Pi Quang, có tên đó là, đây, bên này thì là Goku, còn bên này thì gọi là Vegeta theo như cách gọi bây giờ. Ngày xưa thì mình quen gọi cái tên này là Kadik hơn các bạn ạ. Bạn nằm ở thế hệ 9X thì chắc chắn là đều giống như Mèo Pèo, đó là quen gọi cái thanh niên Vegeta bằng cái tên cũ hơn. Bởi vì ngày xưa nhà xuất bản Kim Đồng ấy, họ dịch là Kadik các bạn ạ, chứ không dịch là Vegeta như bây giờ đó. Các bạn có thấy là bên này là trận chiến giữa Goku và Vegeta, nói chung là mình thấy là build khá là đẹp luôn các bạn ạ. Ok, để mình đổi qua nhân vật Cindy đã các bạn ơi. À, mô hình ở phía trên, wow, không thấy có ID map ta. À đây, map của bạn Pi Quang ID là 173102271 các bạn nhá. Bản quyền mô hình thuộc về Đức Anh, bản quyền map Pi Quang. Ok, nói chung là map này có khá nhiều người xây các bạn rồi. Không luyên thuyên nhiều nữa, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với các bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ em bé các bạn nhá. Ở đây chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc là cái dưới màn hình là gì đúng không? Vừa hôm qua thì mình có livestream mình quên không tắt đi đó. Anh em thắc mắc là cái ID với cả cái mật khẩu là gì đấy thì hôm qua mình quên không tắt đi, anh em thông cảm nhá. Chiều hôm qua mình livestream mà, chiều hôm qua mình không đăng video cho mình quên không tắt đi các bạn rồi. Ok, bây giờ bấm bắt đầu để coi xem nó map này như nào các bạn. Không biết là Mèo Pèo thuộc team ở đây. Khoan này. Block à, màu cam thì chứng tỏ là Goku rồi, vâng. Màu cam quen thuộc à. Đi vào đây lấy vũ khí đây nè. Đó, ui, cho nhiều đồ thế. Tiếp thật, chủ map cho lắm đồ vậy. Cái này gì ấy? Gậy của Goku à? À, có à, gậy của Goku lắm đồ ấy nhở. Khiếp thật, lắm súng lục cái này. Thôi, chắc mình bỏ khỏi này đi. Khiếp, chủ map cho nhiều súng thế. Bỏ cái súng này đi các bạn ạ. Ok, rồi. Đó, khiếp nhiều đồ quá các bạn ơi. Tăng sát thương tầm xa này, gà này. Ôi, lục liếc các thứ này, lắm lục thế. Cho mình bỏ bớt lục các thứ đi nhá. Bỏ bớt đồ đi, chứ biết đồ nào mà cần dùng hay không cần dùng. Đây, mình sẽ bỏ cầm tạm cái này các bạn ạ. Đấy, nhiều đồ quá đấy. Ok luôn. Rồi anh em ơi, đi chiến thử em nào. Ra ngoài, ui ôi, sao vừa vào cái chết ra ngoài chết luôn kìa. Ê, tôi không ra đâu, sợ quá. Vừa mình ra phát tự nhiên thanh niên kia bay bay màu luôn các bạn ạ. Nguy hiểm quá, đâu rồi. Thả đạn này, đâu. Cầm súng tiểu liên luôn nhá. Cầm tiểu liên luôn. Ôi, bắn tiểu liên luôn. Ờ, làm sao. Hey, lên trên đầu. Ui, hay quá, trên đầu có anh em ấy, có Mauser khẩu lục gì đấy. Ui, khổ anh nhìn hơi xịn xò ấy à. Mình tưởng đây là súng lục mà. Súng lục Mauser mà bắn đi 50 viên kìa, khiếp thật. 50 viên liền các bạn ạ, đâu rồi. Ờ, tim bạn không ra luôn. Không cho tim bạn ra ngoài luôn các bạn ơi. À, từ để mình ảo thuật nhá. Mình sẽ bắt cầu qua, các bạn đã bắt cầu qua. Quá, từ. Ui, không để ý, trời đang mải nhìn xuống dưới, ông kia bắn mình luôn các bạn ạ. Nguy hiểm quá nhở. Anh em đợi tí nhá. Rồi, để lên lại này. Từ, đây. Đâu, thằng bắn, bắn này. Bắn với chúng tôi này. Đâu rồi. Ui. Cái súng này có vẻ khá là khỏe quá ạ. Nó này. Mà đam nó khá là bé các bạn nhá. Nó được cái nhìn có vẻ khỏe thôi nhưng mà đam nó khá là bé đấy. Ui, nó bắt cầu qua. Bảo kê mèo béo. Ây, dựng tường. Bảo vệ. Ồ, làm sao? Ồ, dựng tường bảo vệ các bạn. Nguy hiểm quá, tí thì hy sinh ở đấy. Ồ, yếu thế. Cái khẩu này hơi bị yếu các bạn ạ, mình tưởng khỏe lắm nhưng mà cũng không khỏe lắm đâu. Ui ôi, dưới một người này. Để mình bắt cầu tiếp. Bắt cầu qua. Ok luôn. Lên hộ cái. Ờ, bây giờ các ông lên hộ tôi cái. Xả đạn xuống dưới. Ui, thằng nào đây. Lên này. Đánh lén là kinh thế nhở. Tí nữa thì hy sinh các bạn ạ, nguy hiểm quá. Tí nữa thì Mèo Pèo hy sinh. Ui dồi ôi, ông nào hồi sinh đấy này. Nguy hiểm ấy nhở. Ui, bảo vệ hồi sinh. Bảo vệ lâu đấy. Ui, tin bạn à. Ui. Hỗn loạn quá bạn ơi. Nhưng không sao. Quyết tâm. Nào, mình sẽ xây hồ. Ồ, lên hộ cái. Bị trôn. Ui, đâu ấy. Ủa, thằng bắn nhở. Ủa, sao mình có thấy đâu. Ơ, sao mình không thấy thằng bắn ta. Ủa, thằng bắn đấy nhở. Lại nữa, mình không thấy có gì mà sao bắn được ta. Ảo diệu vậy. Mình còn chưa kịp thấy cái gì các bạn ạ. Ơ, vi diệu thế nhở. Núp. Ui, tim mình mà. Ôi, đây tim mình mà.
Ok, từ anh ấy để tí nhá. Vì này, đâu, dô, lên. Mình sẽ xây một, ui, từ. Lên hộ cái. Ok, mình sẽ xây một cái. Ấy, ui, từ sao thế mặt đất nhỉ? Sao thế mặt đất mình nhỉ? Vô lý ta. Bắn này. Từ nó mình sẽ xây bảo vệ. À, đây. Mình sẽ xây xung quanh, nó xây xung quanh luôn. Ok, ôi thằng bắn mình ý nhở, mình không thấy thằng nào bắn mình cơ. Tự nhiên mất máu nguy hiểm quá ấy, mình sẽ xả xuống dưới, hợp lý chưa, ai quy vô cực luôn, chắn cho không ai thể nhìn thấy mình ấy, không ai có thể nhìn thấy mèo béo các bạn ạ. Đứng ui vẫn còn bên kia kiểu ôi đồng thế, mà hiện tại team mèo béo đang thắng nhá, team mèo béo đang thắng với tỷ số 31-15 các bạn, đang thắng đậm luôn, không bị ở xoắn. Đang thắng khá là khỏe, mai này thấy được chứ, mai này chơi khá là vui, hơi chật tí thôi, cảm giác là hơi chật chội một chút là ok phết đấy, mình thấy map này là chơi khá là ổn các bạn ạ. Mình sẽ đúc ở đây, à hóa ở đây, hóa ra đúng ở đây à, hóa ra đúng ở đây, chạy đâu kia, hết đạn, ôi hết đạn rồi. À đây, móc lốp đại pháp, đúng rồi, từ từ anh em đợi tí nhá, tuyệt chiêu của mèo béo móc lốp đại pháp đó, anh em cứ bình tĩnh, hết đạn rồi à, hết đạn thì thôi không sao cả, móc lốp đại pháp. Úi rồi ôi, đâu hết rồi, ở đâu không thấy à? Ơ, tao không thấy ai nhở? Ủa, tao không thấy thanh niên nào vậy? Ơ, đang mải lấy đồ, khiếp thật, đang mải lấy đồ các bạn ạ. Ok luôn rồi, lại nhá, đang định mải lấy đồ móc lốp các thứ. Khiếp thật, giết peo có làm gì đâu, giết peo xong team bạn vẫn thua, kẻ trá đây làm cái gì các bạn ạ? Hey, đây là game đồng đội, có phải game một người đâu mà. Này thì bắn lên, lên hộ cái. Ai cho lên mà lên, lên làm sao được mà lên hả? Núp từ nha. Nghe đợi tí mình lấy đồ rồi đó. Ok. Ấy, đứng thật cao lên. Xây một cái cột thật là cao luôn. Đó, ai quy mày bắn vô cực cái này. Mình sẽ đứng tít ở trên này bắn xuống con ạ. Anh nghe đợi tí nha. Ui, ở trên này có cái gì này? Ô ngon. Có khi đứng trên này bắn xuống được ấy nhở? À đây, đứng đây bắn xuống này. Ơ, vướng mất hình à? Vướng mất tàng hình các bạn ạ. Chết giờ. Nó không sao, từ từ nhá. Mình sẽ xem một cái lô cốt. Mình sẽ xem một cái lô cốt ở bên này các bạn ạ. Đó. Mình sẽ xem một cái lô cốt ở đây. Ok luôn, rồi. Nào, thằng nào lên đây? Thằng nào lên đấy? Lên này. 50 mạ, ôi. 50 mạ thắng ấy à? À, reset lại, khiếp thật. 50 mạng là reset lại phòng các bạn ạ. Ok, vậy là cái map này cứ mỗi lần team nào đạt 50 mạng thì nó sẽ reset lại phòng đúng không? Rồi, hiểu rồi. Xả đạn, tích cực xả đạn. Hey, bám tường. Từ, trốn đã. Lên này, núp, anh hùng núp. Mèo béo anh hùng núp các bạn ơi. Anh hùng núp, đó. Úi dồi ôi, không kịp núp kìa. Khiếp thật, đông thế nhỉ? Ôi team mình à? Ok không sao, team mình vẫn đang thắng mà lo gì. Vẫn đang thắng mà các bạn ơi. Hội đồng peo làm cái gì cho khi team bạn đang thua kìa. Úi dồi ôi, này thì hội đồng này. Ui mua. Núp. À thế này không? Thanh niên này, nãy giờ đứng đây này. Ơ, vào luôn. Bắn luôn. Ok luôn, 64 mạng rồi. Team mình được 64 mạng rồi các bạn ơi. Phá đảo thế giới ảo rồi, quá khỏe luôn. Team mèo béo quá khỏe các bạn ạ. Không gì có thể cân được team mèo béo rồi. Hiện tại team mèo béo 65 mạng luôn rồi. Từ nha, mình sẽ lấy thêm đồ á, lấy thêm cái này đi. Block đi. Ok, lấy thêm block các bạn ạ. Lên tấn công. Tôi mới thử dùng cái súng lục luôn nào. Hoặc găn các thứ này dùng thử như nào các bạn ạ. Kiểu lên dùm nhiều rồi, cầm thử shotgun là xem như nào. Bắn không biết có ra gì không đây. Không biết bắn, không biết mà phát chết luôn. Từ nữa. Mình nghĩ là khổ này. Chạy rồi. Một phát chết luôn các bạn ơi. Ui, thằng ở đây. Ui, thằng bắn đạn đâu đấy. Đạn bắn đâu vậy? Không thấy luôn các bạn ạ. Không thấy người luôn mà tự mất máu kìa. Ảo diệu vậy. Không thấy người mà cũng mất máu các bạn ạ. Chả hiểu kiểu gì luôn. Lên. Bám tường lên. À, thằng người có người thấy nhá. Ồ, chết rồi. Boom này.
Từ nó bắn tường, bắn tường, bắn tường. Lên, 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 lên tiếp, lên nữa, lên nữa, lên nữa. Ok luôn các bạn ơi, mấy cái xây mới cột thật là cao luôn đó. Mấy thiên nhiên kia đã không thể nào nhìn thấy mình được. Trời ơi, tầm nhìn của chủ phòng nhiều hơn mà các bạn. Tầm nhìn của chủ phòng xa hơn, rộng hơn, nó. Mấy cái xây một cái cột thật là cao khiến cho mấy thằng kia không thể nhìn thấy mình. Chiến thuật của mèo béo là vô cực. IQ nó phải gọi là tầm căng cực các bạn ơi. Rồi, đứng lên bắn xuống này, đó, nhìn hộ cái. Đây, 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 đây. Hở đầu, ơ, trúng chưa? Thỏ này, ơ, đạn nó không trúng được à? Ơ, hình như cao quả đạn nó lạc đâu với cả đạn, đạn, đạn cao quá lạc đâu nhanh nhanh nhanh. Ú, trúng được kìa, ngon luôn, ok. Vẫn được, ú, trúng tiếp kìa, hấp dẫn chưa? Mấy thiên nhiên kia làm sao biết được mình ở đây nha? À, đây, 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 đây này. IQ tầm căng cực luôn các bạn ạ. IQ nó phải gọi là căng cực luôn. Úi dồi ôi, không hiểu vì sao mình chết luôn. Thanh niên kia chắc là không hiểu vì sao mình chết. Không hiểu vì sao mình chết cả nè. Không hiểu vì sao mình chết luôn. Ờ. Kiếp thật các bạn ơi. Đứng ở chỗ này nó lại bá đạo quá. Nó lại bố đời quá các bạn ạ. Mình sẽ xây tường vào xung quanh đây. Thử mấy cái hồn máu đó. Mình cắn cắn gà thử đã. Ok rồi. Đây một cái cột thật là cao luôn các bạn ạ. Chuẩn bị. Hey, xây cột, xây cột, xây cột. Ôi lá rồi. Hey, ui, xây cột, xây cột, xây cột. Xây cột thật là cao, thật là cao. Tích cực xây cột các bạn ơi. Ok ở đấy. Ơ, hết block rồi. Chết rồi. Hết block của các bạn ơi. Không biết đứng trên bắn lúc nào từ từ. Để mình thử nào. Ở đây, đây có đường ấy. Đó, bám tường lên. Bám tường, bám tường, bám tường, bám tường, bám tường, bám tường. Bám, ôi trượt, 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 trượt. Ui, trượt, 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 trượt. Ui, quả bị lag các bạn ạ. Ui, chưa liên thông nó hơi khó bám các bạn ơi. Hey, lên, 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 ui. Ui, trượt, 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 lag quá các bạn ơi. Chưa liên thông khó bán tưởng, không sao đứng lên được. Đứng đây bắn cũng ngon rồi. Đó, đứng đây bắn là cũng ok rồi các bạn ơi. Hey, ơ, lại reset kìa, khiếp thật. Cái map này cứ một, cứ 50 mạng nó reset một lần các bạn ạ, khó chịu thế. Trời ơi, có thể bỏ cái luật đi điều không luật gì khắm bựa thế. Cứ 50 mạng lại reset một lần các bạn lại kỳ cục. Bám tường ơi, từ bám tường ấy. Bám tường, bám tường, bám tường, lên. Ui, nó cứ trượt trượt nhỉ. Lên, ui, lên, lên, ui, không được, lên. Lên, 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 ui. Kiểu ăn gà ấy, kiểu ăn gà vào mình không quen các bạn ạ, biết thì không ăn gà nữa. Ăn gà vào kiểu là tốc độ nhanh hơn, mình quên không căn được. Đấy, kiểu không quen căn khi mà ăn gà. Đó, nói chung là bắt cua ấy, mình không quen bắt cua ăn gà các bạn ạ. Đấy, cái nhịp nó bị lỗi. Lên, lên. Ui dồi, lên. Ôi dồi, thôi, 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 dẹp đi. Không có bám tường thì hết các bạn ạ. Chơi cái bám tường là mệt quá. Chơi kiểu chất mới đứng trên tường. Một viên chết luôn này. Ơ, 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 từ từ. Nó nhảy ở lava kìa, ơ lại nhở. Kiểu gì các bạn ạ. Thử lại em nào. Thử lại em nào. Lại em nào. Hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu. Từ 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 từ. À hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu quy tắc rồi, hiểu quy tắc rồi, hiểu quy tắc rồi, hiểu quy tắc rồi. Ồ. Rồi các chú xác định đi. Mình sẽ chạy thật là xa, các bạn chạy ra thật là xa luôn. Núp núp. Ui. Ở đây lại có thêm con Goku này. Ngon luôn. Đó, đứng thật là xa đứng cái bắn này. Hồi sinh này. Tim bạn không hiểu vì sao chết luôn. Hồi sinh này. Để mình mở tầm nhìn cao lên con ạ. Đấy, tầm nhìn rất xa luôn. Ôi. Này thì hồi sinh đâu. Hồi sinh này. Thanh niên chắc không hiểu vì sao mình chết các bạn ơi. Khổ thân luôn. Kiểu mình chết mà không hiểu vì sao chết luôn. Đó. Cái tôi gọi là tầm vô cực. Chết rồi, hết hết block rồi. Mình quên không lấy block các bạn ạ. Quên không lấy block. Biết thế phải cầm theo block các bạn ơi. Ôi, khó nhìn quá. Phải cầm theo block để dễ nhìn. Cầm theo block để đặt, đặt cột các bạn ạ. Biết thế phải cầm theo nhưng mà quên không lấy block. Đấy không nhìn được rồi chỗ này. Chúng rồi kìa. Chúng rồi. Đó, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi. Chết này. Từ 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 nha, từ từ nha. Chết này. Đó. Đứng đây cứ gọi là IQ vô cực quân. Ui. Có thể đặt cột cao ấy. À thế mình mà, đây mình mà. Đây là cái cột của mình mà quên mất. Rồi, mấy thanh niên kia đâu rồi? Không thấy đâu các bạn ạ. Sao team bạn đâu hết rồi nhỉ?
không thấy tin bạn đâu luôn các bạn ơi. Ê, alo, alo, từ nè, để mình thử lại em nào. Lấy kia lên đi bạn ạ. Đấy. À, thế rồi kìa. Hình như ở tầng trên các bạn, tầng trên. Bắn một viên. Hey. Ôi, từ từ không nhìn gì rồi. Lên. Ôi, tìm bạn rồi. Ơ, tìm bạn đâu hết rồi. Ơ, không thấy tìm bạn đâu các bạn. Ơ, tìm bạn lag à. Lên, ai cho lên mà lên. Ai cho lên mà lên. Ai cho lên mà lên. Ai cho lên mà mèo bèo phách kìa, mèo bèo phách này. Ủa, thôi. Nó có bảo vệ hồi sinh vậy đây. Thế nên có bảo vệ hồi sinh, nó có bảo vệ hồi sinh này, bảo vệ hồi sinh này. Bảo vệ hồi sinh của chúng tôi nè. Ờ. Lên bắn luôn. Ông nào lên bắn luôn con ạ. À. Lên này, lên hộ cái. À, lên hộ cái. Thế nhờ lên bắn luôn các bạn ơi. Bắn không tha luôn, đố lên rồi luôn. Ôi, không lên nữa à? Ờ. Lên này. Ờ, đứng cam luôn các bạn ơi. Mẹ phải đứng đây cam luôn. Lên ui, thủng nhà. À, chơi chiến thuật đào nhà. À, thì ra bây giờ đổi qua chiến thuật đào nhà. Rút. Hello. Ôi chết. Ui, hồi máu. Rồi xong rồi. Ok, có đợi rồi. Mình bắn cố lên nhá. Bắn cố lên 150 mạng các bạn ạ. Nhảy qua ngoài, nhảy ngoài. Đó, nhảy ra ngoài. IQ vô cực luôn. Á, à, nhìn à. Nhìn thì xì 10.000. Ok luôn các bạn ơi. Đây là quên không lấy block rồi. Lấy block ở bên ngoài đặt được cột các bạn ạ. Đặt cái cột bên ngoài cũng được. Quên không lấy block chứ cày thế. Đâu rồi? Ơ, tim bạn đâu rồi? Không thấy đâu luôn các bạn ạ. Thế như tim bạn. À đây này. Tưởng ai. Không thấy tim bạn đâu luôn các bạn ạ. Rồi, tim mình là 137 mạng rồi. Đây nữa nè, thấy rồi nhá. Ồ. Hey. Ồ, không thấy nữa. Hết rồi. Mai được chứ, mình thấy bác này chơi hay mà, chơi ok đấy. Hey. Mỗi tụi là hơi nhỏ quá thôi. Rồi, nên cho hai khoảng cách nhá. Nên cho khoảng cách giữa hai con này xa hơn một chút. Thế này hơi nhỏ quá, hơi chật quá các bạn ạ. Nên để khoảng cách xa một chút thì ngon hơn đấy. Ok rồi. Không thấy gì luôn, thôi lại xài kỳ lân thôi. Mèo béo lại dùng kỳ lân bay lên các bạn ạ. Mì. Hey, FBI đến đây. FBI đây, đâu rồi. FBI đây, hey. Ờ đâu rồi. Ờ, chết. Né. Núp. Ra đây xem nào. Ờ. Ló mặt ra nào. Đâu rồi. Không thấy các bạn ơi. Chết rồi. Ui, đào tường à? Ui, đây. Hello. Đào với chúng tôi này, đào tường với chúng tôi này. Đào à? Đào này, ui mày thế tí rồi chết cả rồi, còn có mấy máu kìa. Hồi máu đã. Ok luôn. Em. Hello. Khổ, thanh niên thỏ bị mình hành các bạn ạ. Mình có đây núp này. Đó, từ nhá. Từ nha, phải chiến thuật này. Đây. Đây này. Khổ thân thanh niên, cứ tưởng mình ở bên ngoài, mình chuyển qua đây rồi. Mình chuyển qua nút bên này rồi các bạn ơi. Thanh niên bị lừa. Khổ thân thanh niên. Đâu rồi, không thấy nữa các bạn ạ, không thấy nữa. Đâu ấy. Không thấy đâu luôn, các bạn mất tiêu luôn rồi. Không thấy ra ngoài luôn các bạn ơi. À, đây này. Thế thì ra ngoài này. À, ra ngoài nào. Đố giảm ra. À đây. Hở cái tai. Thôi từ từ. Hở cái tai. À, thôi. Hở. Ôi chết chưa thôi. Ôi đâu rồi. Có mắt ra nào. Chạy rồi, không thấy đâu cả. Không thấy đâu. Các bạn ơi. Núp rồi sao ấy? Thế nên núp rồi. Anh Hùng núp rồi. Không thấy đâu cả. Hình như là núp rồi các bạn ơi. Thật, núp rồi. Công ơi. À đây, thấy cái tai nhá. Thấy cái tai. Ôi trượt kìa. Ôi không bắn xuyên qua được. Các bạn ơi. Không bắn xuyên qua được. Ấy đây ôi, thấy ôi. Cái tận này. Hello. Ôi. Hello. Ôi, bảo vệ hồi sinh. Ending có bảo vệ hồi sinh à? Hello. Ôi, núp tiếp. À đây.
Hello, ok luôn rồi. Nói chung là video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ bè các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.